Combo boss nha anh em, một khoan một vít hàng Malaysia xuất Mỹ, động cơ không than. Đó. Máy khoan cũng nhỏ gọn nhẹ nhưng mà lực siết cao, vòng tua cao. Kèm theo máy bu lông vít kiêm vít luôn. Bên ngoài bu lông, bên trong vít, khi anh em gắn đầu bu lông vô thì nó sẽ tăng lực lên nhé. Còn khi anh em bắt vít thì nó đạt 180 N. Còn khi anh em bắn bu lông thì con này đạt khoảng 280 N. Đó, thì em sẽ test cho anh em hai con này cho anh em xem luôn. Đầu tiên là đối với con khoan, test mũi khoan sắt cho anh em nhé. Số 1 và số 2. Ok, khoan khá là nhanh. Con này là động cơ không than EC GSB18V535C, động cơ không chổi than. Máy 3 chức năng, anh em có thể quan tường được. Hai vòng tua. Rồi, tiếp theo là con vít. Con vít này là động cơ không than. Bu lông kiêm vít, anh em có thể kẹp mũi kẹp bu lông bên ngoài. Để anh em bắn bu lông sẽ tăng lực của bu lông của con vít này lên tầm 280 N. Còn khi anh em gắn mũi vít vào để bắt vít thì nó đạt 180 N. Test cho anh em xem. Đây. Đối với bắn tôn của con này thì khá là khỏe luôn. Anh em có thể kẹp bu lông vào và anh em bắn ốc tầm 22 đổ về nhé. Thì anh em có thể bắn bằng con bu lông này, con bu lông vít này. Một cặp hai máy hai pin một sạc như thế này thì anh em có thể đi công trình cả ngày nhé. Đối với khoan và vít, nó sử dụng pin 4A mỏng. Đây nha anh em. Nó sử dụng sẽ là pin 4A mỏng co. Dòng pin này thì dòng xả cao, kèm theo là thời gian sử dụng lâu. Boss thì nó tiết kiệm pin nữa. Con này là bu lông kiêm vít cho nên là thích hợp những anh em nào mà cả bắn bu lông cả bắt vít. Body khá là nhỏ gọn nhẹ đối với pin 4A này. Tiếp theo là con khoan. Khoan thì anh em khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường được nhé. Tốc độ của con này thì hiện tại là 1.900 vòng trên 1 phút. 1.900 vòng trên 1 phút này. Malaysia xuất Mỹ nha anh em. Hàng này là hàng xuất Mỹ. Đó. Đầu kẹp 13 ly, đầu kẹp tim loại sắt. Đây là một cặp của nó nha anh em. Và bộ này đối với những anh em nào mà mua hàng Boss tại Việt Nam á, thì bộ này nó sẽ mắc hơn tầm 3 triệu đồng so với anh em mua hàng Malaysia xuất Mỹ nhé. Tại Việt Nam mình á là hàng chính hãng, nó sẽ có VAT thuế này kia cho nên là nó đổi giá lên tầm 3 triệu đồng, tại vì nó còn bảo hành cho anh em nữa. Còn này là hàng Malaysia xuất Mỹ cho nên nó sẽ giá thành rẻ hơn để anh em sử dụng. Khi hư thì bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa, ví dụ đầu auto lock hư thì bên em có đầu auto lock để thay cho anh em. Mạch hư thì em sẽ có mạch thay cho anh em luôn. Đó, cho nên là
anh em mua tiết kiệm được 3 triệu đồng. Khi nào hư thì có thể liên hệ em sẽ hỗ trợ sửa cho anh em. Đó. Hai máy hai pin một sạc như thế này. Thì bộ này nếu anh em mua thì em sẽ tặng luôn kèm giỏ sách cho anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề. Rồi, cảm ơn anh em xem video.